Virus Nipah là một loại virus gây bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, được xác định lần đầu tiên vào năm 1998 tại Malaysia. Virus này có thể lây truyền từ rơi ăn quả sang người thông qua tiếp xúc với nước bọt, phân hoặc nước tiểu của rơi, hoặc qua việc tiếp xúc với động vật hoặc sản phẩm động vật đã bị nhiễm virus. Các triệu chứng của nhiễm virus Nipah. Các triệu chứng ban đầu của virus Nipah bao gồm sốt, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn mửa. Những triệu chứng theo sau bởi các tình trạng nghiêm trọng hơn bao gồm chóng mặt, buồn ngủ, ý thức thay đổi, viêm não cấp tính, viêm phổi không điển hình, suy hô hấp nặng, co giật hay rối loạn tâm thần. Những người bị nhiễm bệnh trong vòng 4 đến 14 ngày có thể sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, thậm chí có trường hợp phải đến 45 ngày mới xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Các biểu hiện nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện vài ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp virus Nipah vào danh sách 16 mầm bệnh cần ưu tiên nghiên cứu và phát triển do có khả năng gây ra dịch bệnh. Đặc biệt, Nipah chỉ là một trong 260 loại virus tiềm ẩn khả năng gây đại dịch cho nhân loại. Hệ số lây nhiễm của virus Nipah tương đối thấp, chỉ khoảng 0,33, so với COVID-19 là 1,4 đến 3,9, có nghĩa là cứ một người nhiễm bệnh có thể lây nhiễm cho từ 1,3 cho đến 4 người. Hệ số lây nhiễm được ký hiệu là R0. Nếu R0 lớn hơn 1, điều đó nghĩa là dịch bệnh sẽ còn tiếp tục lây lan. Ngược lại, nếu R0 nhỏ hơn 1, tức là chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh và dịch bệnh sẽ sớm kết thúc. Tuy vậy, tính chính xác của R0 là rất khó. Dù hệ số lây nhiễm thấp, song tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh lên đến 40-75%, thậm chí 90%. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do COVID-19 từ 0,7% đến 4%, cúm là 1%. Các trường hợp nhiễm virus Nipah đầu tiên được ghi nhận vào năm 1998, khi dịch bệnh bùng phát ở các trang trại lợn ở bán đảo Malaysia, khiến 265 trường hợp mắc bệnh ở người và 108 trường hợp tử vong. Cái tên Nipah dùng để chỉ địa điểm Sungai Nipah, sông Nipah, nguồn gốc của ca bệnh ở người mà virus Nipah lần đầu tiên được phân lập. Đợt bùng phát ban đầu bị nhầm lẫn với bệnh viêm não Nhật Bản. Song các bác sĩ trong khu vực lưu ý rằng những người đã được tiêm vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản đã không được bảo vệ trước dịch bệnh. Các nghiên cứu hồi cứu chứng minh rằng sự lây lan virus sang lợn có thể đã xảy ra mà không bị phát hiện ở Malaysia kể từ năm 1996. Trong năm 1998, sự lây lan của virus được hỗ trợ bởi việc chuyển lợn nhiễm bệnh sang các trang trại khác nơi xảy ra các đợt bùng phát mới. Các đợt bùng phát nhiễm virus Nipah đã được báo cáo ở Malaysia, Singapore, Bangladesh, Ấn Độ. Tỷ lệ tử vong cao nhất do nhiễm virus Nipah xảy ra ở Bangladesh vào mùa đông, nơi dịch bệnh thường xảy ra. Những lần bùng phát dịch bệnh: năm 1998, ở bán đảo Malaysia, ở lợn và người chăn nuôi lợn. Năm 1999, ở Malaysia và Singapore. Trong đó, Malaysia là lớn nhất, với 265 trường hợp nhiễm và 105 trường hợp tử vong. Singapore có 11 trường hợp viêm não hoặc bệnh hô hấp với 1 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Năm 2001, các trường hợp nhiễm virus Nipah được báo cáo ở quận Mehapur, Bangladesh và Siliguri, Ấn Độ. Đợt bùng phát vào các năm 2003, 2004 và 2005 ở Bangladesh tại các quận như quận Nawgan, quận Manikan, quận Raisbadi, quận Faridpur và quận Tangen. Năm 2007 tại bang Tây Bengal, Ấn Độ. Năm 2018, 2019 tại bang Kerala. Tháng 9 năm 2021, virus Nipah tái phát ở Kerala, Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của một cậu bé 12 tuổi. Đợt bùng phát virus Nipah gần đây nhất xảy ra vào tháng 1 và tháng 2 năm 2023 tại Bangladesh, với tổng số 11 trường hợp nhiễm và dẫn đến 8 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát dịch này ở Bangladesh là 73%. Hiện tại chưa có loại vaccine chống Nipah nào được phê duyệt cho người, song có ít nhất 8 loại đang được thử nghiệm trên động vật, trong đó có một loại do Đại học Oxford sản xuất. Hầu hết các nghiên cứu cho thấy phải từ 4 đến 5 tuần thì vaccine mới tạo được khả năng miễn dịch chống lại Nipah. Loại vaccine mới với khả năng đem lại hiệu quả bảo vệ nhanh chóng, có cơ chế hoạt động tương tự vaccine chống COVID-19 của AstraZeneca. Nó sử dụng virus adeno mất khả năng sao chép để đưa protein của Nipah đến các tế bào trong cơ thể. Tại đây, nó giúp hệ miễn dịch nhận ra vật thể lạ và tạo phản ứng kháng thể. Sau đó, cơ thể sẽ ghi nhớ quá trình này để dễ dàng đối phó với virus Nipah thực sự trong tương lai. Theo nhóm nghiên cứu, để ngăn chặn và kiểm soát các đợt bùng phát mới, chúng ta cần phải có các loại vaccine có thể nhanh chóng, phát huy hiệu quả bảo vệ trong vài ngày, chứ không phải vài tháng.
Trước khi có được vaccine hay thuốc điều trị, chúng ta có thể phòng tránh bằng cách tránh tiếp xúc với rơi ăn quả và động vật hoặc sản phẩm động vật đã bị nhiễm virus. Sử dụng găng tay và khẩu trang khi xử lý động vật hoặc sản phẩm động vật. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Không ăn hoặc uống sản phẩm động vật từ các nguồn không đáng tin cậy. Cách ly hoàn toàn với những người bị nhiễm bệnh. Tránh tiếp xúc với máu, chất dịch cơ thể của cá nhân hoặc động vật bị nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, sự chủ động của mỗi cá nhân trong cộng đồng cũng là một giải pháp quan trọng để phòng ngừa cũng như kiểm soát dịch bệnh. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường. Từ bỏ sở thích ăn thịt động vật hoang dã, đặc biệt, việc coi rơi là món ăn đặc sản tại một số quốc gia chính là cách khiến các loại bệnh nguy hiểm dễ dàng bùng phát. Việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng mà còn đóng góp vào việc kiểm soát dịch bệnh toàn cầu. Virus Nipah là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong. Do đó, cần nâng cao nhận thức về bệnh này và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng.